với cả nhà. Nhân dịp đầu xuân Quý Mão, ân Nguyễn xin kính chúc các cô chú anh chị một năm mới an khang thịnh vượng, tay ngày ngày một cao siêu, tiền kiếm nhiều nhiều. Và đừng quên đón xem livestream học vẽ cùng ân mỗi tối thứ hai lúc 9 giờ theo giờ Florida nhé. Và hôm nay ân muốn giới thiệu với mọi người một cái mẫu design mới mà ân mới vẽ chiều hôm nay. Thì ân ở đây ân có những cái trái tim có marble ở trong. Và mình outline những trái tim của mình bằng cái gold chrome. Dễ thương lắm phải không mọi người? Ok, để cho mẫu design này thì ân sẽ cần hai cái màu gel. Ở trên tay của model của ân hôm nay thì ân đang sơn màu số 1. Màu G-Gel số 1. Và lúc mà làm marble thì mình cũng sẽ cần thêm màu G-Gel số 136 nữa. Thì đây là hai màu sơn chính mà ân sẽ dùng. Bên cạnh đó thì ân cũng sẽ cần màu trắng để mình mix vô trong cái marble. Thì ân để lên đây nha. Về màu vẽ thì ân sẽ cần màu trắng và màu đen. Và cả hai màu này ân dùng, nó nằm ở trong set Neon Artist Gel 12 màu, toàn là những màu nổi thôi. Mình sẽ cần một chai Top Coat Gel nữa nha. Hôm nay thì ân sẽ dùng cây cọ Giant hai đầu. Cây cọ này ân rất là thích, đặc biệt là khi mà mình vẽ nét á, tại vì cái cọ nó rất là mảnh, chị có thấy rõ không? Này hai đầu cọ thì một bên ngắn một bên dài, ân rất rất là thích cây cọ này. Tại cái nét vẽ của nó rất là mảnh luôn á. Và khi mà làm marble á thì ân sẽ cần cây cọ tuy đi, cây mini để mà rải màu marble. Anh chị có thể dùng cây cọ đầu lớn hơn một chút xíu cũng được. Nhưng mà tại hôm nay ân vẽ cái trái tim nó cũng không có lớn lắm, cũng nhỏ. Nên là ân xài cây cọ nhỏ thôi để cho mình dễ đi. Và màu chrome ân xài là màu số 05, cái Z Chrome Pen này. Ok, bây giờ mình bắt đầu nha. Anh sẽ để mấy cái này qua một bên. Hello mọi người, Happy New Year. Hello chị Tracy Pham. Hello chị Châu Bùi. Mọi người ơi, mọi người nhớ like và share livestream của ông nha. Để mà anh chị nào tối nay còn đang bận du xuân chưa có kịp coi thì mấy anh chị có thể nhớ và coi lại. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ở tay bên đây thì ân vẽ hai ngón vừa xong và ân có sơn màu số 1, màu hồng nhẹ lên ba ngón giữa rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vẽ nha. Để vẽ mẫu design này thì đầu tiên ân sẽ đi outline cho những trái tim của mình trước. Thì ân dùng hũ màu trắng. Hello chị Hiếu Thảo. Chị Hiếu Thảo nói là chị có bán mẫu có vẽ. Không, trên chút xíu ở trong cái livestream thì ông sẽ chia sẻ những cái link để mua sản phẩm. Nếu mà chị cần màu gel hay là màu vẽ hoặc là cọ thì chị có thể tham khảo qua những cái link mà ông chia sẻ một chút xíu nữa sau khi cái livestream end á. Ok, thì ông dùng cái đầu ngắn hơn của cây cọ và mình sẽ vẽ những cái outline của trái tim trước. Như lần trước ân có hướng dẫn mấy anh chị hai cách để mà mình vẽ trái tim, mọi người còn nhớ không? Cách thứ nhất á, thì mình có thể vẽ hai chữ V. Nếu mà anh chị nào mới bắt đầu vẽ mình chưa có cứng tay thì mình vẽ hai chữ V trước, chữ V trên chữ V dưới, sau đó mình nối lại thì mình có trái tim. Hoặc là mình sẽ chia trái tim của mình làm bốn, tức là ân thường sẽ vẽ nửa trên này, sau đó vẽ nửa dưới, nửa trên bên đây, sau đó vẽ nửa dưới. Hoặc là nếu trái tim ngược lại đi thì ân sẽ vẽ nửa trên bên đây rồi nửa dưới đi vào, nửa bên đây, nửa dưới. Mình chị có hình dung được không? Bây giờ ân sẽ vẽ thử lên móng cho mọi người coi nha. Mọi người ơi, nếu có bất kỳ câu hỏi hay là thắc mắc nào về cách vẽ, các bước hay là sản phẩm á, mọi người cứ comment ở dưới, ân sẽ đọc và trả lời nha. Hello chị Dương Xuân. Hello Tâm Phạm. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian vào xem livestream của ân nha. Thì những trái tim này á, mình có thể vẽ ngẫu nhiên. Nhưng anh chị thấy á, ở đây mình có thể vẽ hai cái cùng một hướng, cái lớn cái nhỏ, hai cái đối diện nhau, hay là một cái upside down và một cái ngược lại, tùy tùy theo. Hoặc là những cái móng tay nào ngắn mọi người có thể vẽ trái tim nhỏ hơn, hoặc là vẽ một trái tim thôi cũng được.
Okay, thì bây giờ ân sẽ vẽ ngẫu nhiên. Ở cái ngón út thì ân có một cái xuống, một cái lên rồi. Thì bên đây ân sẽ vẽ hai cái lên. Thì ân sẽ vẽ bằng cách thứ hai nha. Mình có nửa phần trên. Nửa phần dưới. Thì ân vẽ được một nửa của trái tim. Bên đây ân có nửa phần trên. Và nửa phần dưới. Tại vì cái này mình cần nhiều những cái nét mảnh, nên khi mà lấy mực á, ân không có lấy một cái cục mực bự như vậy, mà mình chỉ lấy một chút xíu ở đầu thôi. Ân chấm một chút xíu mực, quét hết cái phần mực thừa đi, và mình để lại cái cọ cho nó chỉ mảnh như vậy thôi, hay là một đường mực mỏng ở trên cái lông cọ của mình thôi, thì mình sẽ vẽ được những cái nét thiệt là mảnh. Ok, bây giờ trái tim thứ hai nha. Tương tự như mới nãy thì ân sẽ chia trái tim của mình làm bốn phần, thì ân sẽ vẽ nghiêng về một bên một chút xíu nha, để cho nó nhìn khác nhau. Mình có nửa trên ha, nửa trái tim ở dưới. Ân vẽ dài ra một chút để trái tim của mình nó nghiêng về một bên. Ở bên đây nửa trái tim nữa. Và nửa phần còn lại. Mấy anh chị thấy không? Cái nét ân vẽ nó rất là mảnh luôn. Này ân thích, thích cái cọ này lắm. Ok, mình sẽ vẽ những trái tim trước thôi nha. Marble mình sẽ đi tiếp theo. Bây giờ ân sẽ vẽ hết những cái trái tim cùng một lúc luôn. Bên đây ân sẽ vẽ nghiêng về góc bên phải một chút xíu. Nửa trên nha. Nửa phía dưới. Ân nghĩ cái design này nó cũng khá là dễ vẽ và rất là dễ thương nữa, mình lấy tiền cũng cũng dễ. Một ngón này tùy, mấy anh chị có thể lấy từ 5 đến 7 đồng đều được. Cái mỗi trái tim thì ân chia làm 4 phần. Bây giờ ân vẽ thử một cái trái tim ngược cho mọi người xem ha. Thì ân cũng sẽ vẽ nửa cái trên, còn dài một chút xíu. Nửa phần còn lại. Nó gần giống như là mỗi cái nửa ân chia làm đôi vậy. Ân tô lại cái này một chút xíu cho nó rõ hơn thôi. Ok, giờ mình sẽ vẽ nửa cái phần bên đây. Ân cũng chia làm hai. Vẽ nửa trên. Cái phần màu trắng này thực sự nó chỉ là cái outline thôi. Chút xíu mình cũng sẽ cover lại bằng cái chrome. Nên mọi người có thể vẽ cái đường nó hơi nhem nhút một chút xíu cũng được. Nhưng mà cố gắng vẽ càng đẹp thì nó càng dễ dàng cho mình. Nó càng dễ. Ok, một cái cuối cùng. Thì ân sẽ vẽ, để coi. Ok, cái này vẽ hướng lên. Ngay giữa đi. Mọi người thấy cái cách này vẽ trái tim có dễ hơn không? Hoặc nếu anh chị nào có cách nào khác mà mình thấy vẽ trái tim dễ dàng á, mấy anh chị cứ chia sẻ ở dưới, mình học cùng với nhau nha. Ok, ân có một trái tim ở đây và một cái nữa ân sẽ nghiêng về góc bên phải. Mấy anh chị đừng đừng vẽ, cố vẽ quá to. Mình vẽ mỗi trái tim á, nó không có lấn qua hai bên hông quá nhiều. Làm sao để mà khi mà mình nhìn trực diện vào, mình thấy nguyên một cái trái tim rõ ràng. Nếu mình nhìn trực diện vào mà mình thấy một phần của trái tim nó bị khuất đi, thì nó sẽ không còn đẹp nữa. Tức là khi mà mình phải nghiêng cái ngón tay qua, mình mới thấy trọn vẹn trái tim. Thì anh nghĩ nó không còn đẹp nữa. Khi nào mà mình nhìn trực diện nhà, mình thấy nguyên một trái tim, thì anh nghĩ nó vừa cái bố cục hơn, mà nó không có bị tức nếu mà nó quá sát hai bên. Ok, bây giờ thì ông sẽ hơ đèn trước. Hơ khoảng từ 20 tới 30 giây là được rồi. Tại vì những design này á, ông sẽ vẽ liên tục, mình vẽ rồi mình hơ, mình vẽ rồi mình hơ. Cho nên mỗi lần hơ á, ông chỉ hơ khoảng 20 giây thôi à. Chỉ có nước sơn, khi mình sơn màu, khi mình sơn top coat thì mình hơ nhiều hơn.
Hello chị Hoài Hương. Hello Trúc Lê Lê, cảm ơn mọi người đã vào coi livestream của ông nha. Hôm qua lễ năm mới mọi người có đi chùa hay là đi nhà thờ cầu nguyện không? Ông ở Tampa, Florida thì rất là nhiều chùa tổ chức múa lân này, bắn pháo hoa này rất là đẹp luôn á. Tối mùng 1 hôm Chủ nhật ông cũng đi chùa coi múa lân đón giao thừa. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục cái này ha. Giờ anh sẽ hướng dẫn mọi người mình mix cái marble nha. Ok, thì cái này, cái miếng marble này là anh vừa mới mix mới nãy á, để vẽ hai cái ngón tay đầu tiên của cái bàn tay bên trái. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn mọi người mix nha. Anh sẽ dùng 3 màu, là màu số 1, màu số 136 và màu trắng. Tùy theo mọi người muốn cái outcome nó ra như thế nào. Ví dụ như mình muốn nhiều màu trắng ở trên cái trái tim của mình thì mình dùng nhiều màu trắng hơn, mình lấy ra nhiều màu trắng. Mình muốn màu hồng nhiều thì mình lấy nhiều màu hồng. Ở đây thì ân muốn cái trái tim của ân nó có nhiều hơn màu hồng đỏ tươi á, và ít hơn cái màu hồng của mà ân đang xài trong cái background này. Ân sẽ bỏ màu nào trước cũng được hết, nhưng mà mình bỏ nhiều hay ít thôi. Thì ở đây ân dùng một cái line, ân kéo ra một line như vậy, màu hồng. Thì mình sẽ dùng hai line màu trắng, tại vì ân muốn màu trắng nhiều hơn mà. Mình kéo sát ngay bên cạnh luôn. Sẽ bỏ nhiều hơn một chút xíu. Mình dùng hai line màu trắng này. Và cuối cùng thì mình sẽ bỏ thêm hai line màu hồng. Tại màu hồng này rất là đậm, ý là nó nhiều cái pigment á, nên ân sẽ không có bỏ quá nhiều, ân bỏ hai line mỏng thôi, ân không muốn nó át luôn mấy cái màu còn lại. Ok, mình chị nhớ lưu ý nha, nhiều khi mình kéo màu nó sẽ bị dính cái màu cũ lên đó, mình nhớ chùi ra trước khi mình nhúng lại vô trong cái chai nước sơn nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ dùng một cái cây chấm bi khuấy nó lên. Khi mà ân khuấy giống như cái zigzag vậy, thì ân sẽ đi lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên. Dễ không mọi người? Mà mình đừng có trộn lên nha, mình cứ đi, không có đường nào đụng đường nào hết á. Đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống. Hồi nào nó hết cái bề ngang là được. Ok, thì cây cọ ân dùng để làm rải cái marble, ân dùng cây cọ đầu nhỏ này thôi, cây mini 3D. Ngoài ra ân còn một cây cọ nữa mà thỉnh thoảng ân cũng xài. Nếu mà ân muốn đi marble nguyên một cái móng tay luôn á, thì mình sẽ cần một cái cây cọ có cái bản bự hơn một chút xíu. Thì ân xài cái cây cọ Jelly này. Nó cũng là cây cọ dẹp bản ngang, nhưng mà cái bản nó bự hơn, thì nó vừa đủ để mình rải cái marble đi hết móng tay. Trái tim thì nó nhỏ hơn, thì mình xài cây cọ nhỏ nó sẽ dễ hơn cho mình. Bây giờ mọi người cùng coi cách ân lấy màu để thả lên trên trái tim ha. Mình không có phải là quét một miếng màu. Cái này nó gần giống như là mình đang xúc một miếng màu lên vậy đó. Thì ân sẽ để cái này vô giữa ha. Ân dùng cái cọ ở một bên góc á, ân sẽ đi từ một bên góc đi vô trong, ân xúc một miếng màu lên. Mọi người thấy không? Nó nằm một miếng ở ngay trên đây. Mọi người đừng lấy cái miếng bự quá. Tại vì cái trái tim mình nhỏ, mình lấy quá nhiều màu dồn vô một chỗ á, chút xíu mình hơ nó sẽ bị một cái bọc, nó không có khô ở trong. Thì mình rải mỏng ra, không phải là mình quét nước sơn, giống như là mình đang rải ở trên. Rất là nhẹ, ân rải qua phải, qua trái. Không phải là mình đừng có trộn lên nha, mình chỉ rải nhẹ thôi. Hết màu mình lấy thêm. Ân lấy thêm một mảng nữa. Rải nhẹ lên thôi, giống như là mình thả nó lên vậy đó. Mình xúc một miếng màu lên rồi mình thả từ từ lên. Không có quấy trộn ở trên cái trái tim. Để mình giữ được cái marble của mình, nó không có bị trộn nhiều nhau. Anh sẽ lấy một mảng nữa nha. Bỏ lên cái trái tim thứ hai. Nhìn cái marble này nó rất là tự nhiên luôn. Mà dễ làm nữa. Ok. Xong một cái nha. Mọi người thấy nó giống cái gì không? Ân mỗi lần nhìn cái này á, ân thấy nó giống hồi ân ở Việt Nam mà mình ăn cái kẹo Alfa Libe á, cái kẹo dâu á, nhìn nó y chang.
cái viên kẹo vậy. Ok, mình thả màu lên. Sẽ có chỗ ăn lấy nhiều màu hồng chút, có chỗ ăn lấy nhiều màu trắng chút. Ví dụ như mình bỏ cái mảng đầu tiên lên, mình thấy ui cái này trắng với màu hồng nhạt nhiều quá, nó không nổi, thì mình sẽ xen vào một miếng màu hồng đậm nữa, cho nó có các cái màu khác nhau thôi. Một mảng cuối cùng. Mọi người đừng thả màu lên dày quá nha, tại vì quá dày khi mà chút xíu bỏ vô đèn hơi nó sẽ không có khô, mà nó thành một cái bọc. Sau này khi mà về nhà, nếu mà khách đụng mạnh nó sẽ vỡ cái bọc đó ra, nó bị giống như là bị tát một miếng trên cái trái tim của mình đó, nó rất là xấu luôn, thì khách sẽ quay lại mắng vốn mình. Cái này hồng nhạt thì anh sẽ thả thêm một miếng hồng đậm ở đây cho nó tươi lên, chỗ nào thiếu thì mình thả thêm màu vào. Mình chỉ để ý cách mà ăn lấy mực không, ăn không có trộn lên nha. Mỗi lần ăn lấy là ăn chỉ đẩy cái cọ vô, xúc lên một miếng nhỏ nhỏ mình bỏ lên, mình xúc một miếng nhỏ mình bỏ lên, làm hết các ngón một lần luôn cũng được nữa. Ở cái bàn tay phải á, ông cũng thả hết 5 ngón một lần luôn á. Mọi người thả vừa đủ màu á, nó không có chảy, nó cũng không có lem nhiều. Nó chỉ lon vô nhau nhẹ nhẹ vậy thôi, nó tạo những cái đường vân. Ok, một trái tim nữa là mình xong rồi. Là mình xong cái phần trái tim. Là cái phần cơ bản nhất của cái design này luôn. Ok, bây giờ sẽ hơ đèn nha. Dễ thương lắm phải không mọi người? Sau khi mà xong cái phần này thì ân sẽ sơn một lớp top coat lên. Mình sơn top coat. Sở dĩ mà sơn top coat á là tại vì chút xíu nữa ân sẽ làm những cái đường outline bằng chrome. Mà mọi người nhớ không, trên những cái livestream trước ân cũng đã chỉ rất là nhiều lần rồi. Khi mà mình muốn vẽ những cái đường outline cho design, những cái đường abstract line mà đánh chrome, thì mình phải sơn top coat trước, buffer hết cái bề mặt đi cho nó không còn sạch shiny nữa, nó matte xuống. Xong rồi mình vẽ và mình đánh chrome, thì như vậy cái đường, những cái bột chrome mình đánh lên á, nó chỉ ăn vào đúng cái đường màu đen mà mình vẽ thôi, nó không có dính lên trên cái phần background. Ok, bây giờ ông sẽ sơn top coat lên nha. Một lớp mỏng là được rồi. Khi mà mình buffer, mấy anh chị phải lựa cái buffer nào nó mịn thôi. Những cái buffer mà để làm manicure thôi. Buffer màu cam á, thì được. Buffer mà nhám quá để dũa bột á, thì mình không có nên xài. Tại vì cái này cũng chỉ là gel thôi. Mình buff mạnh quá, nó sẽ làm hư cái trái tim và nó làm chảy cái màu của mình vẽ ở bên dưới. Okay, sau khi sơn cái này xong thì ân sẽ hơ khoảng 30 giây là được rồi. Okay, thì ân chỉ dùng cái buffer màu cam này thôi. Ân buff hết trên bề mặt luôn. Mình phải buff làm sao mà nó không có còn chỗ nào sáng nữa. Chỗ nào mà mấy anh chị nhìn mà thấy nó shiny giống như vậy thì chỗ đó nó sẽ bị dính chrome ở background. Mình phải buff rất là kỹ. Ok, thì ân đang chờ cho cái top coat nó khô. Hello chị Kim Phan. Hello chị Thanh Huệ. Mọi người nhớ like và share cái livestream giúp ân với nha. Để cho nhiều những anh chị nào mà chưa biết là trên cái Facebook của Journal mỗi thứ hai 9 giờ tối mình có livestream hướng dẫn mấy anh chị học vẽ free, để mình có thể có cơ hội nói chuyện, trao đổi nghề và học vẽ cùng với ân. Okay, thì tiếp theo ân sẽ dùng cái màu đen này để mình vẽ outline ở quanh trái tim. Ân sẽ chùi cái cọ này đi. Rồi. Cho cái phần outline trái tim này, mình vẽ giống y hệt như lúc mà mình vẽ cái màu trắng vậy. Màu trắng mình vẽ sao bây giờ mình vẽ lại y chang.
Thì tương tự ông cũng sẽ chia cái trái tim làm 4 như ban đầu nha. Lấy mực ít thôi, cọ mảnh, cọ càng nét thì cái outline của mình chút xíu ra nó càng đẹp. Ở tiệm anh chị có đang xài màu vẽ của journal không? Ông bắt đầu xài cái set đầu tiên ông có là set set corset 12 màu thôi, set artist gel thôi. Mà ông xài đến bây giờ ông vẫn còn xài luôn á, chỉ có đổi màu trắng và màu đen thôi à. Còn cái set nó last rất là lâu. Sau này thì ông có thêm set neon artist gel nữa, cũng rất là thích. Thích nhất là tại vì nó đặc, cho nên là mình vẽ hết một lúc được 4-5 ngón, vẽ hết một bàn một lúc, xong rồi mình mới hơ đèn. Thay vì hồi xưa mình xài mấy cái màu màu trong cái chai nhựa, ông cũng không biết nó gọi là cái gì nữa. Từ hồi mà ông mới đi làm nail á, những cái màu đó vẽ nó nhanh chóc vô cùng, mà mình phải ngồi chờ cho đến khi nào mà nó khô hết. Rồi sau này có những cái màu cũng màu gel nhưng mà mình vẽ lên quay qua quay lại cái nó loang chì nhem ra, mình không xử lý được. Nét vẽ của mình nó sẽ không có còn sắc nữa. Khi nào mà mình chị vẽ xong hai cái trái tim á thì mình sẽ đi cái ăn quên một cái rất là xin lỗi luôn. Ăn mãi chỉ ăn quên buffer. Ăn vừa mới chỉ mọi người là mình phải buffer xong. Thế là ông tập trung ông vẽ. Rất là xin lỗi mọi người, mình phải buffer trước. Buffer trước khi mình vẽ lên. Nếu anh chị nào mà chỉ muốn vẽ đường outline thôi, bữa hôm trước ông cũng làm một set, ông chỉ vẽ outline màu đen thôi. Thì đến đây là mình vẽ outline, rồi mình sơn thấp khúc là được. Nhưng mà nếu anh chị nào muốn đánh chrome như những cái ngón tay còn lại của ông á, thì mình phải buffer cái mặt trước. So sorry mọi người, anh còn đang rộn ràng Tết quá, rất là xin lỗi. Mình sẽ buffer qua hết cái bề mặt này. Mấy anh chị để ý á, nhiều lúc mình buffer rồi nhưng mà mấy anh chị nhìn này, cái chỗ này nó còn bóng này. Ở dưới đèn á, mình rất là dễ thấy những chỗ bóng như vậy. Thì khi mình đánh chrome lên, chrome nó sẽ dính lại đó, mình phủi nó không có đi thì sẽ rất là mất công, tại vì mình phải dùng cọ lấy acetone đi clean lại từng cái spot một. Nên là đánh xong rồi mình nhìn ở dưới ánh đèn á, hồi nào mà mọi người thấy nó không còn những cái chỗ shiny này nữa là được. Thì mình sẽ đánh qua hết mấy ngón này. Cái buffer của ăn xài nó mịn lắm, nó không có bén, cho nên là ăn đánh cũng thoải mái, mình đánh nhẹ tay thôi. Chỉ cần là nó hết bóng ở trên bề mặt, chứ mình không có đánh cho tróc cái gì hết. Làm sao mà nó mát hết cái bề mặt móng tay là được. Anh chị nhớ nha, mình đánh mình phải nhìn nữa, chỗ nào mà mình thấy ở dưới đèn nhìn thấy còn bóng, anh chị thấy không, ở đây nó còn bóng này, là mình phải bóp lại. Thi thoảng ăn cũng bị quên ngoài à, nhiều lúc mình tập trung mình vẽ quá, mình cứ vẽ, vẽ tiếp. Xong là mình quên buffer thì chút xíu mình phải tháo ra để mà mình vẽ lại. Tại vì nó sẽ không có ăn chrome. Không phải nó không ăn nhưng nó sẽ ăn everywhere luôn. Ngay cả cái đường màu đen mình vẽ, ngay cả cái background, everything nó đều dính chrome hết. Thì mình sẽ rất là mất công, phải đi clean từng chỗ một. Có nhiều anh chị hỏi Ân á, là tại sao mà mình phải sơn thấp khúc lên xong rồi mình buff nó đi. Thật ra không phải là mình buff cái thấp khúc đi. Nếu mà mình để nguyên cái màu hồng như vậy mình buff, thì tại vì nước sơn mà khi mà mình sơn xong nó khô, nhưng nó khô dính thì mình buff nó sẽ rất là nhầy nhụa, mình dễ làm trầy luôn cái nước sơn luôn. Cho nên thường thì Ân sơn shiny top lên xong rồi Ân buff hết cái lớp shiny đi.
Ok, mình kiểm tra lại một lần nữa. Ui, nó còn sáng mấy chỗ luôn. Ok, nhìn một lần nữa. Make sure là nó không có chỗ nào sáng ở dưới đèn hết. Ok, bây giờ thì ông sẽ vẽ nha. Mình phủi sạch đi, xong rồi mình vẽ đường đen lên. Ok, bây giờ ông nhìn. Nó mát đều hết cái móng tay là được. Quay lại với hũ màu đen và cây cọ. Ok, bây giờ mọi người coi ông vẽ tiếp nha. Rất là sorry, mới nãy ông quên buffer luôn. Không thể tin được. Thì anh chị nào vào vừa mới vào coi live sau á, thì mọi người có thể coi cái cách ân vẽ trái tim. Thường khi vẽ trái tim, ân sẽ chia nó làm 4 nét. Nửa trên bên phải, nửa dưới bên phải, xong nửa trên bên trái, nửa dưới bên trái, hoặc là mình đi ngược lại. Nói chung bên phải hay bên trái trước cũng được. Nhưng mà khi ân chia nó làm 4 thì ân thấy nó thuận tay và nó dễ vẽ hơn. Ok, nửa trái tim bên đây. Những chỗ nào nó hơi mảnh thì mình sẽ đi lại cho nó đều. Đây là nửa trên bên trái ha. Thì mình có nửa dưới bên trái nối tiếp vào. Mình sẽ vẽ nửa bên đây và nửa còn lại. Cái design này nó cũng có nhiều cái cách biến tấu để mấy anh chị vẽ lắm. Ở trong mẫu này thì ông đang nối mấy cái trái tim lại giống như thành một cái dây treo vậy đó. Nhưng mà ngoài ra mình cũng có thể vẽ những cái đường nối thẳng thôi, nối thẳng từ trên cuticle nối xuống. Nó cũng rất là dễ thương, ông cũng có vẽ thử qua mẫu như vậy rồi. Những cái đường line này thì ân nối ngẫu nhiên thôi. Nó có thể là ở giữa xuống, bên phải qua bên trái nối lại. Mình đi cho nó cong cong lượn lượn, cho nó tự nhiên thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Và nó không có bị cứng nhắc. Thì cái này là những màu hồng mà, rất là nữ tính. Cái đường nào nó càng mềm mại sẽ nó càng đẹp. Ok, mình sẽ đi qua ngón tiếp ha. Làm nửa trên, nửa dưới. Mỗi người sẽ có mỗi cái tư thế kéo cọ khác nhau. Không phải lúc nào mình cũng phải kéo ngay từ dưới cái đường mình vừa vẽ xong. Mình có thể kéo ngược ở dưới lên. Mọi người thử nghĩ thử là mình đang thuận tay nào và mình thuận hướng nào thì mình vẽ thôi. Cái khi mà mình vẽ nó không có một cái thống nhất. Chỉ thống nhất là mình cách mình lấy mực sao cho nó đều hay là cách mình cầm cọ. Nhưng mà cái tư thế vẽ ông đi dạy, ông coi nhiều người vẽ thì mỗi người họ có mỗi cái cách cầm bút và mỗi cái cách đặt màu xuống kéo cọ khác nhau. Nên là ông nghĩ thuận theo tự nhiên, mấy anh chị đang thuận tay nào thì mình kéo theo hướng đó thôi. Thì cái này ông sẽ muốn nó đi từ bên góc qua, kéo xuống đây, lượn qua một chút và mọi cái đều hướng về tâm ở giữa. Một ngón nữa ha. Ai chưa nhớ thì coi lại một lần nữa cách ân vẽ trái tim nha. Mình vẽ nửa trên, nửa dưới. Bây giờ thì nó dễ hơn rồi, tại anyway mình cũng có cái outline rồi. Mình vẽ nửa trên và mình vẽ nửa dưới. Ok, một cái nữa.
cũng chia làm bốn, mình có nửa trên, nửa dưới, nửa trên và nửa dưới. Và mình nối nó lại với nhau. Mình có thể tự tạo những cái đường nối khác nhau nha. Cong lên, cong xuống, uyển chuyển được. Không cần phải theo một cái khuôn khổ nào hết. Thì cái này nó cũng như là những cái sợi dây đeo thôi. Ok, sau khi vẽ xong phần này thì Ân sẽ hơ đèn. Mọi người thấy không, Ân vẽ hết 5 ngón một lần. Cái nét nó vẫn rất là sắc, nó không hề bị nhem chút nào hết. Thì mình sẽ hơ đèn ít nhất là 20 giây là được, để mà khi mình đánh cái chrome lên trên mặt á, nó không có bị bể cái màu đen ra. Nếu mà mấy anh chị hơi nhanh quá, ở cái khi mà mình chà cái chrome lên á, nó bể cái màu đen ra thì nó lên chìm nhem rất là xấu. Mọi người, cái chrome Ân đang dùng á là chrome màu số 5. Thì Ân thấy màu này nó rất là đẹp, tại vì nó giống nó nổi nữa, nó nổi màu gold. Ở trong set chrome thì Ân nhớ là có hai màu gold là màu số 5 và màu số 15. Màu số 15 thì đánh chrome ra nó vàng tươi hơn một chút xíu, màu số 5 đánh chrome ra nó đậm hơn một chút xíu. Và cũng tùy theo cái mức hơ của mình, ví dụ như anh chị cũng sơn chrome base mà mình hơ 30 giây, mình đánh chrome lên, màu chrome nó sẽ lên đậm hơn. Mình hơ chrome base mà hơ 60 giây, màu chrome nó sẽ lên nhạt hơn một chút xíu. Hoặc là mình vẽ ở dưới, cái nét này mình vẽ bằng màu trắng, cái chrome nó sẽ lên nhẹ màu hơn, mình vẽ màu đen, chrome nó lên đậm màu hơn. Bây giờ sẽ đánh lên hết nha. Mình phủ hết chrome lên đây. Rồi mình sẽ phủi đi. Dễ phải không anh chị? Ân phủi hết bề mặt ở trên đây. Mọi người để ý không? Sau khi Ân phủi xong á, không có hề một chút chrome nào nó dính ở trên cái background của mình hết. Nó chỉ dính đúng cái đường màu đen mà mình vẽ thôi. Thì có làm được như vậy hay không là nhờ mình đánh chrome, mình buffer cái móng tay có đều hay không. Ok, cuối cùng thì Ân sẽ sơn top coat. Dạ, trong cái set này thì Ân làm top coat shiny. Nhưng mà ngoài ra mấy anh chị cũng có thể sơn matte top coat. Ân chỉ có một lưu ý thôi, tại vì Ân cũng test thử matte top coat nhiều lần. Thì khi matte top coat mình kéo á, mình để ý nó rất là dễ bị lem màu, nhất là chrome. Ví dụ như những đường chrome như vậy mà Ân kéo matte top coat qua, nó có thể trôi luôn cái chrome, nó bị nhòe hết xuống, lộ cái đường màu đen ở dưới của mình ra. Cho nên nếu mà mọi người sơn matte top coat thì mình có thể sơn trước một lớp base. Thì ví dụ như bây giờ mình sơn một lớp base mà để mình làm manicure, mình sơn một lớp base hoặc là một lớp chrome base lên trước, xong rồi mình mới sơn matte top coat thì nó bảo vệ cái chrome của mình, nó không có bị chảy xuống. Ân test một vài lần nó vẫn bị như vậy thì Ân cũng chưa có hiểu tại sao, nhưng mà chia sẻ với anh chị một cái kinh nghiệm là như vậy. Nếu mà mình sơn matte top coat lên trên cái chrome lúc này thì nhớ sơn một lớp base trước hoặc là sơn một lớp chrome base, sau đó mình có thể sơn matte top coat lên. Shiny top thì không cần, Ân sơn thẳng luôn, nó không có bị nhòe ra. Với lớp top coat này thì mình sẽ hơ đèn 60 giây. Mấy anh chị nhớ nha, khi nào mình sơn màu nè, mình sơn top coat thì mình hơ 60 giây. Khi nào mà mình vẽ, ví dụ mình vẽ hết lớp này, mình vẽ lớp khác, mình vẽ mắt, rồi mình vẽ mũi, rồi mình vẽ tóc, thì mỗi cái đó mình chỉ cần hơ khoảng 20 giây là được rồi, không cần hơ quá lâu. Và cái màu vẽ màu đen của journal á, nó rất là ăn chrome, cho nên mình chỉ hơ tầm 20-30 giây là được rồi. Mình lấy ra mình đánh chrome là được. Ok, bây giờ Ân sẽ hơ bên đây ha. Mọi người có thắc mắc, có câu hỏi nào không? Mọi người comment bên dưới đi, Ân sẽ trả lời. Hello chị Trang Hồ. Hello chị Thu Xuân. Cảm ơn mọi người vào coi livestream của Ân nha. Không biết hôm nay là New Year, có nhiều anh chị đi chùa hay là đi chơi, nhưng mà rất
cảm ơn là mọi người có thời gian, dành thời gian cho Ân để coi những cái design mà Ân đang vẽ và học vẽ cùng với Ân. Ok, thì bây giờ là mình xong cái set này rồi, Ân sẽ để hình cho mọi người coi ha. Mọi người có thích không? Rất là dễ thương đúng không? Đấy. Bây giờ mình bỏ dầu lên, sau đó mình lau sạch đi và mình chụp hình. Rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian với Ân tối hôm nay. Và Ân chúc mọi người một năm mới, mọi sự đều bình an và mọi công việc đều thành công. Hẹn gặp lại mọi người vào tuần tới vào lúc 9 giờ tối thứ hai theo giờ Florida nha. Đừng quên like và share cái livestream giúp Ân nha. Cảm ơn mọi người and good night.